một tuần nay, em Nguyễn Đỗ Đạt phải cách ly và điều trị tại nhà do mắc COVID-19, nhưng không vì thế mà việc học tập của em bị gián đoạn. Bạn Đạt cho cô biết điều kiện xác định của phương trình là bao nhiêu? Cô là điều kiện của phương trình xác định là X=1. Rồi, cảm ơn em. Em cảm thấy rất là may mắn bởi vì tạm dừng đến trường nhưng không phải tạm dừng việc học. Em vẫn học trực tuyến cùng các bạn ở trên lớp nên vẫn tiếp thu được kiến thức mới. Việc ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán đã được dự báo từ sớm. Vì vậy, bên cạnh việc chủ động tăng tỷ lệ và tần suất tầm soát COVID-19 hàng tuần, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tất cả cơ sở giáo dục đều có kế hoạch cụ thể để triển khai tổ chức dạy học trực tiếp có kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho trẻ mầm non học sinh, củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin trang thiết bị, dạy học gián tiếp một cách hiệu quả cho những học sinh là F0, F1 như phát trực tuyến các tiết học trực tiếp, giao bài tập online. Bên cạnh đó, chú trọng tinh giản chương trình, tập trung vào nội dung cốt lõi, chủ động ra soát kết quả học trực tuyến và bổ sung kiến thức cần thiết, tránh gây áp lực quá tải với học sinh. Chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm vì con em mình cách ly ở nhà và cũng được học trực tuyến. Và chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc theo sát việc học tập của các con và theo sát kiểm tra sức khỏe của các con để đảm bảo cho các con có môi trường học tập tốt nhất. Đối với những học sinh mà đến trường hàng ngày thì chúng tôi đã tận dụng hết cái thời gian để các con học trực tiếp và đã chuẩn bị cái kế hoạch, điều chỉnh cái kế hoạch theo cái công văn 3969 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lược bỏ bớt những cái tiết học mà không cần thiết để đẩy nhanh chương trình lên. Thế còn đối với những học sinh mà không đến trường trực tiếp được thì chúng tôi đã ở mỗi một khối cử ra một cô đảm nhiệm việc dạy trực tuyến cho các con kết hợp với việc dạy trực tiếp ở trên lớp. Từ sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, thành phố Hạ Long thường xuyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 theo ngày cao nhất tỉnh, trong đó nhiều ca mắc là học sinh. Tuy nhiên, nhờ tổ chức dạy học linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến phù hợp với tình hình thực tiễn, học sinh trên địa bàn thành phố không bị gián đoạn việc học tập. Đây là điều kiện quan trọng để các nhà trường duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2021-2022.